Chào tất cả các anh em nhé. Video này là video đầu tiên của năm 2023. Mình lại giới thiệu sản phẩm cho anh em. Đó, hôm nay thì mình mang tới cho anh em một niềm vui rất là bất ngờ luôn. Một cực phẩm dành cho anh em đi Dream. Đó, anh em đi UA nhỏ hoặc là các dòng xe chân M5 anh em nhé. Những các cái dòng xe chân M5 như này thì trên thị trường hiện tại chưa có một cái bóng nào mà để nói mà để đạt được cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là gì ạ? Về độ sáng. Cái thứ hai là pha cốt phải chuẩn. Đó, những các cái dòng chân M5 như này thì đa số anh em là thích chạy điện máy hơn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mã sản phẩm hoàn toàn mới. Đó, một mã sản phẩm chính hãng của BMW Shop. Về cái sản phẩm này thì bên mình đã test rất là kỹ càng rồi. Đó, về độ sáng thực sự để mà nói, nếu mà nói trong các cái dòng bi cầu mini dành cho Dream hoặc là dành cho ấy nhỏ thì trên thị trường hiện tại không có con nào có thể qua được con này luôn. Đặc biệt con này nó có thể chạy được cả điện máy anh em nhé. Đây anh em có thể xem này, trông nhỏ như này thôi nhưng mà đặc biệt là độ sáng. Cái thứ hai nữa là pha cốt của con này là rất chuẩn. Mẫu này thì có công suất là 30W anh em nhé, sử dụng được cả điện máy lẫn điện bình, rắc cắm thì như zin luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp vào cái pha đèn. Trên đây mình đây đang là một cái chóa của Dream này. Đó anh em nhìn thấy không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em lắp vào cái chóa Dream này nhá. Đầu tiên thì anh em nhét dùm mình cái lò xo này vào này. Ok chưa? Đó, nhét dùm mình cái lò xo vào. Đấy, sau đấy anh em lựa ở trên này nó có 3 cái ngạnh này. Đó, anh em cắm xuống, nhá. Anh em lựa 3 cái ngạnh này nó vào. Và anh em xoáy sang phía tay phải nhá. Ok, đã xong rồi đấy ạ. Còn phần dây nhôm tản nhiệt này, đó, anh em tẽ ra giúp mình nhá. Sau khi anh em tách cái dây nhôm tản nhiệt này ra như thế này, đó, và anh em gấp sang hai bên như thế này nhá. Rồi anh em ấn vào pha mình lắp sẽ không bao giờ bị cấn cạ gì đâu nhá. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem này. Đó, đây là chế độ cốt vàng này. Anh em nhìn này. Đó, chế độ cốt vàng nhá. Mình lắp thực tế trên cái chóa Dream nhá. Bật pha lên này, anh em nhìn cái tỷ lệ pha cốt của nó này. Ok không ạ? Đó, nó rất là vừa phải, nó không bị bếch lên trời nhá. Và độ sáng của con này là cực cao. Đây mới là sự lựa chọn của anh em đi Dream này, rồi các anh em đi UA nhỏ. Các anh em sử dụng chân bóng M5 thì rất ít những các cái dòng đèn trên thị trường có thể làm anh em hài lòng. Nhưng đến với cái mẫu Z4 này thì anh em sẽ hài lòng. Giải sáng của nó rất là vuông và rộng, nó không bị hẹp như những các loại bóng rẻ tiền. Đấy, pha cốt, tỷ lệ pha cốt rất là chuẩn. Sản phẩm này được bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng nha anh em nhé. Sử dụng được cả điện máy, điện bình. Mình xin nhắc lại một lần nữa, sử dụng được cả điện máy lẫn điện bình. Đó, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng cho anh em yên tâm nhé. Độ sáng này, pha cốt chuẩn này. Ok chưa ạ?